Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh video của Suzuki. Hôm nay mình sẽ làm một cái video giới thiệu đến các bạn một mẫu mũ phớt nam cao cấp được làm bằng chất liệu len đồng cừu, mang mã số MP040 các bạn nhé. Đây, trên bàn chính là mẫu mũ phớt nam MP040 các bạn. Mũ có 3 màu như hình các bạn nhé. Màu đầu tiên đây, nó là màu lâu các bạn. Màu này rất là đẹp luôn. Tiếp theo đó là màu xám lông chuột. Như giới thiệu màu trước cho các bạn xem nhé. Và cuối cùng đó là màu đen. Thực sự ba màu này thì rất dễ sử dụng các bạn. Khách hàng mà nhìn thấy ba màu này thì đều kết luôn. Nhiều khi phân vân không biết chọn màu nào. Đấy, màu đen này màu rất là phổ thông rồi. Thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về cái mẫu mũ phớt này. Thì sản phẩm được làm từ chất liệu là len lông cừu dệt các bạn nhé. Đầu tiên là nó làm từ chất liệu len lông cừu, do vậy chất liệu nó rất là mềm và mịn. Đấy, độ thì rất là thoáng chứ nó không như các cái dòng sợi khác các bạn nhé. Thứ hai nữa là cái viền của mũ này, cái này được chất liệu làm bằng da các bạn nhé. Đấy, chất liệu bằng da nên là cái mũ nhìn trông nó rất là sang trọng, đấy, sang trọng và đẳng cấp. Trong mũ được kiểu cổ điển. Đây, cái chóp mũ này thì cái chóp mũ này nó rất hay các bạn ạ. Đó là cái chóp này thì nó làm thì nó rất dễ độ, nó giúp cho cái khoảng cách của cái chiều cao cái mũ nó không quá cao. Và một đặc điểm nữa của mẫu mũ này thì đó là nó thiết kế là cái vành cỡ trung, cái chiều rộng của cái vành này nó rơi vào tầm khoảng từ 4,5 đến 5 cm các bạn ạ. Đó là một cái vành mũ rất là phổ biến và rất dễ sử dụng. Ngoài ra nó có những cái vành lớn hơn hoặc là nhỏ hơn, là những 3,5 hoặc như là cái dòng to hơn dòng 6,5 đến 7, thì cái dòng này nó là 4,5 đó. Phần lưỡi của mũ thì phía trước nó sẽ cụp xuống các bạn nhé. Đây, phần lưỡi này này phía trước nó sẽ chúi xuống, đó là cái dòng mũ cổ điển nó hay sử dụng là làm như vậy. Phía đằng sau nó sẽ cong lên một chút. Đây, mình để phẳng ra này các bạn sẽ nhìn dễ hơn. Đấy, đúng không ạ? Đó, là thiết kế của mũ. Đây, phía bên trong mũ thì được thiết kế với 3 size các bạn nhé, là size S, size M và size N, tùy theo cái chu vi vòng đầu người đội. Thì thông thường như bên mình thì bán thì chủ yếu là 2 size M và L, bởi vì thực ra là bên trong của mũ thì nó còn có cái đai điều chỉnh, có dây điều chỉnh bên trong nữa này, đó, cho nên nó rất là dễ sử dụng quá. Mũ phù hợp cho vòng đầu cho khoảng từ 56 cho đến 60, tùy theo cái chu vi vòng đầu của đội các bạn nhé. Thì để biết được cái chu vi vòng đầu của mình thì các bạn vui lòng đo cái chu vi vòng đầu này. Đấy, để xác định cái size số. Hoặc là bên mình có thể tư vấn. Đấy, mình sẽ chi tiết hơn về 3 màu này các bạn nhé. Màu đen này. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Form cực kỳ đẹp luôn. Màu vi xám. Đây. Các bạn nhìn rõ không ạ? Rồi là cái viền da lên mũ rất là đẹp và sang trọng. Mũ là bên mình khách hàng cực kỳ ưng luôn, cầm là thích luôn rồi. Và cuối cùng là màu lâu. Đó các bạn ạ. Ta để mình đổi thử cho một cái xem các bạn xem cái form mũ như thế nào nhỉ. Đây, mình sẽ đổi thử cái màu này nhé. Màu này cho nó sáng một chút. Đây bạn này. Đó. Đây là chính là cái form của mũ, cái độ trên đầu. Tại sao mình bảo là cái chóp mũ này độ rất là nó dễ độ, bởi vì ra đây này, cái chiều khoảng cách chiều cao so với khuôn mặt của mình nó cũng không quá nhiều. Do vậy là nhìn nó rất là dễ nhìn. Chứ nó không như một số cái kiểu chóp khác thì mình sẽ giới thiệu sau. Đó, quan gì đâu ạ. Sử dụng cái mẫu này form nó độ cực kỳ đẹp luôn. Chất đẹp, form đẹp. Và thứ hai mũ có size số đầy đủ. Thì các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng xem phần mô tả chi tiết ở link phía dưới hoặc là gọi đến số điện thoại mà mình đã để trên video các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.